Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi. Duy đang chuẩn bị đồ để mà lên đường giao chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG về Kiên Giang. Thì thật sự đây là cái chiếc xe E300 lần thứ hai mà Duy giao về Gạch Giá Kiên Giang. Thì nếu các bạn có xem cái clip mà Duy giao chiếc xe E300 về cho anh Thống và chị Yên á, thì các bạn cũng sẽ biết chiếc xe đó. Thì nếu mà các bạn nào chưa xem á, thì Duy sẽ để cái link ở trên đây ha, thì các bạn có thể là xem lại đó. Thì cũng giống như mọi khi đó các bạn, thì khi mà đi Kiên Giang á, thì Duy phải đi từ khuya ngày hôm nay để mà sáng ngày hôm sau thì có mặt tại thành phố Kiên Giang để mà giao xe. Bởi vì là từ Sài Gòn đi Kiên Giang á, các bạn mất khoảng tầm 7 tiếng đồng hồ đó, đi khá là lâu luôn đó, cho nên là tối ngày hôm nay Duy cũng phải tranh thủ nè, và đi sớm một chút xíu để mà trong trường hợp mà anh tài xế anh có buồn ngủ á, thì có thể là dừng lại nghỉ ngơi một chút xíu và đi tiếp đó. Thì bây giờ thì Duy sẽ đi ra ngoài xe để mà lên được thôi. Hẹn gặp lại các bạn tại thành phố Kiên Giang nha. Ok đó, các bạn thấy không đó, buổi tối nó rất là đẹp luôn. Đó, đây là những cái hốc gió máy lạnh nè các bạn. Đó, nó sẽ đổi màu rất là nhiều màu ha. Và anh Tuấn còn gắn thêm một cái cặp loa Boommaster xoay ở đây nữa. Đó, cho nên là buổi tối nhìn cái không gian của chiếc xe nó đã lắm, đã luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Sướng ha, nhìn giống như là xe của tương lai ha. Đó, phía sau nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Buổi tối cái nội thất của E300 này thì nó quá là tuyệt vời luôn, mình không thể nào chê được luôn á. Còn ở dưới khi mà mở cửa ra các bạn sẽ thấy là cái logo có chữ Mercedes-Benz nó sẽ sáng đèn ở đây ha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó, các bạn thấy không, bốn cửa đều có ha. À, các bạn thấy không, à, buổi tối thì cái logo Mercedes-Benz nó phát sáng luôn. Và cái lưới tản nhiệt này á, thì nguyên bản của nó không phải như thế này các bạn. Thì Duy đã thay bằng cái lưới tản nhiệt dạng viên kim cương cho anh Tuấn luôn. Đó, cho nên là cái buổi tối ấy, đầu xe nó rất là đẹp luôn các bạn thấy không. Nó đẹp hơn rất là nhiều so với nguyên bản của chiếc xe E300 đó. Mặc dù mình thay có một chút xíu ở đây thôi, nhưng mà mình thấy cái chiếc xe nó khác hoàn toàn ha. Nhìn rất là đã luôn. Ok. Nhưng mà ngày mai á, thì buổi sáng á, Duy nghĩ là Duy sẽ quay rõ hơn cho các bạn xem. Ok nha. À, các bạn thấy không, ngon lành không. Ủa, pin ở đây em có độ đèn led hay sao nó xanh xanh như này vậy? Vậy hả, bóng led luôn hả? Bóng đèn này nè, bóng này đi led hả, mới độ lên hả? Vậy hả, ở trong em gắn đèn led nội thất chưa? Vậy hả. Ok thôi anh em đi đi nha. Em ăn gì chưa? Em ăn gì rồi. Dạ. Lát nó có buồn ngủ thì dừng lại chỗ nào ngủ nghe rồi đi tiếp nha. Ngày mai thì anh giao xe cho anh Tuấn tầm khoảng tầm 10 giờ. 10 giờ 11 giờ sáng. Ngay khu đô thị Phú Cường á. Biết không? Ngay trung tâm luôn á. Thành phố à? Ừ, ngay trung tâm luôn á. Em mở đèn lên chưa? Cái đây có mở led thôi, mở led coi coi. Led. Này hả? Ồ, đúng rồi. Này đổi màu không? Nó bị hư cái remote của em đặt luôn. Dạ. Em lỡ tay đặt rớt. À. Giống nội thất xe của chiếc Mercedes này quá ha. Ok thôi, hai anh em mình lên đường thôi. Có đói bụng hay khát nước gì ghé mua nước uống, anh cũng khát nước quá. Ghe cao tốc mua nước ha. Cái đường này là cái đường mặt sau của showroom Mercedes Phú Mỹ Hưng bên mình nè các bạn. Đó, nhìn buổi tối cũng rất là đẹp ha. Bye bye anh nha. Rồi. Ồ, hên quá các bạn. Thì cái đường này nó bị rào lại rồi buổi tối, không có cho xe bên ngoài đi vào cái khu này giống như cái khu nội bộ riêng vậy đó. Nhưng mà rất là may
có anh bảo vệ anh mở cửa ra cho Duy luôn. Hên quá, thôi em phải ve lại á. Duy dễ thương quá, hôm nay ông gặp ông chịu liền nè. Em có xuống phụ ảnh không? Em phụ ảnh đi. Để anh chạy qua cho. Em gọi anh mà. Xuống về á. Xuống về hả? Wow. Mày không xuống với mày phụ, anh tính lời xe lên cho mày nha. Để em đóng lại cho. Em đóng lại cho ảnh nha. Bây giờ hai anh em dừng lại mua nước để uống các bạn. Thì chỗ này là chuẩn bị vào cao tốc Trung Lương, cho nên là ở đây các bạn thì buổi tối bán đồ rất là đông luôn, các bạn thấy không, xe đậu tấp nập nè. Thì dừng lại để mua nước, rồi các anh tài xế có thể là mua thuốc hút hoặc là mua bánh kẹo để ăn để mà đi tiếp nè. Có ăn tiệm cơm này chưa cô? Chưa anh. À. Giới thiệu em biết chị giới thiệu. Thôi em gài cái này. Ăn cơm đi, thử ăn ngon không? Anh ăn quán này được 2-3 lần rồi. Ăn thử coi. Quán này nổi tiếng nha mày. Này em chưa ghé. Tại vì nằm trong chị cái... ở đây mình bán cả đêm luôn hả chị? Em bốn em bốn luôn. Em ăn ở đây được mấy lần rồi? Dạ. À. Giao xe em giao xe thì lần đầu em ghé, nhưng mà quê em ở Sa Đéc nè. Dạ. À. Em chợ luôn hả? Em chợ Sa Đéc luôn hả? Dạ. Cho nên là em hay về đây khi cũng hay ghé đây ăn. Không nhớ tại vì không đi á. Dạ. Chắc chị không biết đâu. Được không cô? Dạ. Ủa vậy hả? Em thấy sườn nướng này ngon lắm á. Anh đó. Quá trời ca sĩ tới chưa? Quán cơm này là quán cơm Hồng Thúy ở qua cầu Mỹ Thuận ha. Vừa qua cầu Mỹ Thuận. Vừa qua cầu Mỹ Thuận. Xong rồi thêm qua cây cầu nhỏ nữa. À. Là bên tay phải có cái chợ gì đó. Hả chị? Bến Hòa Mỹ Thuận cũ. À, Bến Hòa Mỹ Thuận cũ. Đúng rồi. Ngon không? Vậy hả? Dạ. Để em ăn thử coi nha. Miếng sườn này thấy hấp dẫn rồi đó, sườn cây nè. Bến Phà cũ là nó dẹp cách đây móc bao nhiêu lâu rồi chị? 20 năm. Bến Phà cũ là nó dẹp tới bây giờ là 20 năm rồi. Năm 2000 tới giờ đó. Là xe cầu Mỹ Thuận xong là dẹp. Dẹp rồi, bắt đầu thì nó thuê chị gái đi bán. Dạ. Yeah. Là trước đó là chị bán cách đây khoảng 10 năm, trước đó 10 năm rồi. Không, khoảng 20 năm bán cơm. À, có nghĩa là lúc mà cầu Mỹ Thuận nó dẹp mà chị mới bán ha. Đúng rồi. Thì trước kia là chị đi còn phà thì chị bán bưng. Dạ. Bưng theo phà. Dạ. Khi bắt cầu xong thì chị thuê chỗ hả? Bán bưng luôn hả? Ừ. Bắt đầu thuê chỗ mình bán. Thì lúc mà em còn nhỏ xíu thì em biết cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận lúc mà cầu Mỹ Thuận này khánh thành nó kẹt xe cũng dữ lắm. Cái nào hay đi chờ đá. Thôi em ăn cơm thử thôi. Cái nào hay đi chờ đá cho em chai đi đó. Để chờ nó đi chờ. Giờ bây giờ là 2 giờ rồi. 2 giờ mới ăn cơm.
hên quá, ở đây còn bán nha. Ở đây thì tiệm cơm này bán 24/24 luôn. Mấy anh em mà có dịp mà đi ngang miền Tây á, qua Đồng Tháp, mấy anh em nên thử ghé đây ha. Ở đây ăn thử. Vừa qua cầu Mỹ Thuận luôn, rồi qua một cái cây cầu nhỏ nữa. Bên tay phải nó có một cái hẻm, một cái đường, thì cái này gọi là bến phà cũ. Bến phà cũ nha, cái đường xuống bến phà cũ đó. Quán cơm là Hồng Thúy nè đó. Thì ở đây thì Duy thích ở đây, thì biết ở đây rồi thì lần đầu tiên thì Bin ăn thì nó mới biết thôi đó. Nhưng mà ở đây thì Duy ăn được mấy lần rồi, ăn sườn nó rất là ngon. Ok, Duy ăn thử mình nữa. Ngon quá, ngon. Ngon. Ngon hơn quán cơm mà trước đây ăn ở Sóc Trăng. Ngon hơn nhiều. Chị ở đây chị đặc biệt chỉ bán sườn cộng không phải không? Đặc biệt là sườn. À, nó nói chuyện với chủ. Sườn cộng hả? Đúng rồi, sườn cộng. Chị là bà chủ đây luôn phải không? Bà chủ á. Đã 20 năm rồi. À, có đi đâu thì giờ nào đó cũng ghé có cơm hết. Cái kênh YouTube của em là Duy Mercedes Phương Hưng. Dạ hả? Em, dạ. Em làm ở Mercedes Phương Hưng. Phương Hưng, chở thành phố. Cảm ơn là khúc của anh Kim Tử Long. Dạ. Phương Hưng là anh Kim Tử Long có nhà chảnh á. Vậy hả? Chị cũng có lên nhà Kim Tử Long ngay, anh Kim Tử Long ngay chỗ Phương Hưng. Vậy hả? Thì công ty em thì gần ngay Phương Hưng luôn. Vậy đó hả? Là cơ không biết nhà anh. Không, em đâu có quen ảnh đâu. Dạ, nhà ngay đó luôn, chị lên hoài luôn á. Chị đem sườn lên ảnh luôn, lần 1 triệu, 2 triệu từ sườn. Sườn sống á, đem lên tới nhà luôn đó. Chị giao cho ảnh rồi ảnh làm, nướng nha. Anh ăn, anh để cho mấy người bạn bè hát chung á. Cứ khi chị như chị muốn đi thành phố, cái chị nhắn tin điện. Mai thành phố anh có lấy sườn không? Có mua nhiêu. Có vậy hả? Ờ, à, mười bịch hai chục bịch sườn nướng này ngon chứ đặc biệt quá trời. Rồi với em ăn thấy thích. Bình tân đây nè, cho mấy bạn xem sườn nướng cái màu nó rất là đẹp luôn, cái màu sườn đẹp ha. Cái súp nữa nè đó, còn một cái cơm là một cái súp sườn sườn cộng ngon ghê. Ok thôi ăn đây, ăn tranh thủ ăn rồi đi Kiên Giang. Dạ. Tụi em đi Kiên Giang mà giao ra cho xe ha. Đó, chiếc xe đó giao cho đại gia Kiên Giang. Chiếc mẹ là kênh làm duyên cái này nữa ha. Dạ. Kênh này kênh của em. Cho vui. Thế nữa, vậy có người nhiều người like rồi vô á. Dạ. Có gì chị nhớ xem nha. Rồi. Ok, bye bye chị. Chị thấy rồi. Cảm ơn bà chủ nha bà chủ. Trời ơi, nhìn cái dĩa lạp xưởng là thấy muốn gọi ăn rồi đó. Gọi ăn rồi. À, lạc xưởng nhìn hấp dẫn ghê không? Ở miền sáng rồi ăn mới nhiều. Cắt ra đây xin, cắt nhỏ ra cho tôi ăn. Dạ. Cắt cao. Em ăn một cây thôi. Mà cắt ra không? Cắt ra làm đôi cho em thôi. Rồi, ừ, một cây cho em à. Cắt ra làm đôi. Chị cắt lạc xưởng. Ừ, vậy được rồi, vậy được rồi. Hấp dẫn quá. Nhìn đáng lẽ là không có ăn lạp xưởng á. Nhìn thấy là lạp xưởng. À, nhìn thấy cái gì lạp xưởng. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến pha xưa. Xe qua bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió trưa. Trà bưng trà thuộc đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến thân người yêu dấu tháp mười trăm chiều. Nghe bên lưng chiều qua cầu Cần Thơ nói vui đôi bờ sông Hậu Giang. Sông trắng non nghe lời sao cô nàng bán bánh con mua giùm em bánh đĩa dung thơm từ chối đằng sau lời sao chân thật
từ chối đằng sau vị ngọt đắng quê mình. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu, nghe tiếng ai đàn lá lơi câu giọng cô. Về thăm mảnh đất An Giang, châu đông nghĩa bà 23 tháng 4, đi lễ dân người mong gia đạo bình an. Sẵn trong lúc đang chờ anh Tuấn về thì Di sẽ cho các bạn xem cái gầm xe của chiếc xe E300 này nha. Đây, cái gầm xe này các bạn thấy không? Thì đối với những cái xe Mercedes-Benz thì thường cái gầm xe sẽ được thiết kế phẳng để mà giảm cái cản gió. Đó, các bạn thấy không? Nhìn cái gầm xe nó thiết kế rất là phẳng luôn nè. Đó, nó sẽ rất là khác so với những cái dòng xe khác. E300 thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có là hai cái bô ha, được chia ra rất là đẹp luôn. Cái đường bô nó đi nè, các bạn thấy không? Đó, và ở dưới đó, các bạn thấy những cái tấm mà bạc bạc đó là những cái tấm để mà cách âm các bạn. Đó, những cái tấm mà bạc bạc các bạn thấy không? Vừa cách nhiệt và vừa cách âm luôn. Đó, còn ở dưới mà đây khu vực này. Đây. Các bạn sẽ thấy những cái khu vực này thì những cái tấm nhựa thôi, tấm nhựa này thì để ốp cho nó phẳng để mà tránh cái vấn đề cản gió thôi, chứ nó không phải có tác dụng là để mà bảo vệ cái gầm. Đó, còn cái khu vực mà ngay chỗ động cơ á, các bạn sẽ thấy ở đó đó có một tấm dừng á, thì tấm dừng đó bằng thép rất là cứng, thì tấm dừng đó nó sẽ bảo vệ cái hộp số, bảo vệ cái động cơ của chiếc xe. Đó, khi mà mình đi qua những cái khu vực thấp á thì nó vẫn là đảm bảo là không có bị va đập vào cái động cơ hộp số. Đó, các bạn thấy không? Xe Mercedes-Benz thì cái gầm xe nó thiết kế cũng rất là đẹp các bạn. Xe của anh Tuấn nè. Thì tối ngày hôm qua Di có quay ở cái phần trước của chiếc xe, nhưng mà các bạn sẽ thấy chắc không rõ đâu ha. Thì cái phần lưới tản nhiệt này thì Di sẽ thay bằng cái lưới tản nhiệt dạng viên kim cương rồi. Nó sẽ khác so với cái nguyên bản của chiếc xe này. Đó, E300 của anh Tuấn nè. Nguyên con màu đen luôn, full đen luôn các bạn. Đen bên trong và đen bên ngoài luôn, nhìn rất là ngầu ha. Thì đối với cái chiếc xe E300 này á, thì nó sẽ có thêm cái bộ mà nai bét kiệt các bạn. Cho nên là những cái chi tiết mà nẹp cửa chỗ này nè, đó, nó vẫn là màu đen luôn. Đó, nhìn nguyên con màu đen luôn, nhìn đã lắm. Đó, các bạn thấy không? Nhìn nó rất là thể thao, rất là ngầu. Đặc biệt cái dòng E300 này thì cái phiên bản màu đen nhìn nó ngầu hơn cái phiên bản màu trắng nhiều ha. Các bạn thấy không? Chỗ này phải nó là màu đen luôn ha các bạn ha. Chỗ này thì là màu bạc thì nó hơi không đúng lắm, nhưng mà nếu mà màu đen luôn thì chắc là sẽ ngầu hơn nữa. Mâm xe cũng vậy các bạn, mâm xe của E300 thì được sơn màu đen bóng và ở bên ngoài là để lộ cái mặt nhôm nè. Thì mâm này là mâm của AMG, lớp xe Runlat ha, 275/35 R19 cho cái bánh sau. Thì với cái chiếc xe E300 này thì Di đã review rất là kỹ rồi. Đó, nếu mà các bạn nào chưa xem thì Di sẽ để cái link ở đây cho các bạn xem luôn. Thì xe để trên cái xe vận tải các bạn, cho nên là những cái chi tiết mà sẽ cạo lại như thế này để cho nó chắc chắn hơn ha. Thì ở bên đây cạo một bánh và phía sau cạo một bánh nữa thôi là ok. Đây, ở đây cạo một bánh nữa thôi, các bạn thấy không? Vậy là chắc cú rồi. Điều hòa nhiệt độ
chế độ điều hòa phía sau, anh chỉnh phía sau được. Ừ. Luồng gió bây giờ phía sau tới số 7 đang nó ồn quá. Dẫn rồi. À, anh không cần chờm ngang phía sau, anh chỉnh. Ha. Đó, anh thấy êm lại ha. Còn ở dưới đây nè, anh tính chế độ lái nè. Ừ. Ha. Bình thường anh lái chế độ Eco. Ủa, Comfort chứ. Ừ. Comfort. Ừ. Là chế độ mặc định của xe. Ừ. Anh lên anh sẽ chế độ chữ C nè, nó hiện lên. Ừ. Còn nếu mà anh muốn chế độ lái thể thao, anh gạt lên. Ừ. Anh muốn thể thao cộng, anh gạt lên thêm cái nữa. Đó. Nhưng mà anh thường là lái chế độ Comfort. Thường anh lái chế độ Comfort thôi. Ừ. Còn những tính năng kia anh ít lái thì em cũng giới thiệu cho anh biết thôi. Ừ. Hoặc là chế độ lái theo sở thích cá nhân nữa. Như bà Bin, hai anh em vừa mới bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz E300 cho anh Tuấn và chị Trinh xong, thì bây giờ hai anh em quay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng như mọi khi thôi các bạn, ngày mai là ngày 30 tây tháng 6 cũng như là ngày cuối tháng để mà chốt doanh số của Minh Duy, cho nên là khá là căng thẳng, cho nên là Duy phải tranh thủ ngày hôm nay để mà giao cái chiếc xe E300 này cho anh chị trước đó, bởi vì ngày mai là Duy không thể nào đi đâu được hết á. Thì OK, thì Duy xin được phép kết thúc video tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho Duy qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy video của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những thông tin mới nhất về những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cái tiệm nem Cô Hoàng này các bạn là một cái tiệm nem mà coi như là có thể nói là ngon nhất ở Đồng Tháp luôn. Nem Lai Vung á, ngon nhất ở Đồng Tháp luôn. Thì nem Cô Hoàng này cách nhà Duy chắc cũng khoảng tầm chạy xe máy chắc 10 phút. Nhà anh gần đây. À, thì nhà từ đó tới giờ nhà anh chỉ ăn mua nem ở đây thôi à. Cho nên là nếu mà các bạn nào mà có muốn ăn nem Lai Vung mà có đi ngang Đồng Tháp á thì ăn ở nem Cô Hoàng nè, rất là ngon. Rất là ngon. Đó, em thấy không, làm nem mà xây nguyên cái lâu đài luôn nè. À, nguyên cái tòa lâu đài bự cho bá luôn. Đó là biết là bán nem đắt cỡ nào rồi. Nhưng mà nem Cô Hoàng này ở Sài Gòn vẫn có bán. Nếu mà nem ở Sài Gòn mà có muốn nuôi nem này, bạn thấy vẫn có bán á. Trên đường Hồng Bàng, đối diện với lại Bắc Sình Hùng Vương. OK, ăn thử cái nha, mời các bạn nha. Ở trong này nó có trái ớt nhỏ ha. Ai ăn ớt được thích ăn lắm. Mà không ăn được thì bỏ ra. Nhưng mà cũng không cay lắm, thơm thơm à. Ăn với bánh mì. Ăn với bánh mì không, bánh mì nóng cũng ngon. OK, thôi, anh em lên đường tiếp thôi.